Hello mọi người, và trên tay của Halley đang là một cái tấm vé phiếu điều voi, giá của nó là 200.000. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi cưỡi voi. Mọi người, anh em mình đang ở đầu kia. Và bây giờ là đây là voi của mình này các bạn. Và không có chần chừ gì nữa, bắt đầu cùng mình đi hành trình thôi. Đấy, voi. Thông ơi, Thông ơi, Thông. Bây giờ Hà Lây bắt đầu đi về thôi. Đúng, giải quyết ngay cho anh vào đây anh. Tách nhau rồi. Lần đi xe từ đi em chưa? Yeah. Ở gần xe vậy. Chạy khỏe. Đó này, không lăn. Đây đây, theo này này. Đúng rồi. Quay. Sao làm được? Đi theo nó đi. Anh kia kìa, bên kia.